Chuyện cổ tích Việt Nam. Tiên ngón tay. Ngày xưa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, câu chuyện của chúng ta bắt đầu bằng một đám cưới hoành tráng giữa công chúa Spring và hoàng tử Weasley. Những lời thề được thực hiện và những chiếc nhẫn được trao nhau, và đám cưới kéo dài cả buổi tối. Cuối cùng, khi công chúa rời đi, phu cha của cô ấy nói rằng: 21 năm và ta vẫn chưa chuẩn bị để nói lời tạm biệt với thiên thần nhỏ của mình. Nhưng hoàng tử Weasley, ngày con ngỏ lời cầu hôn con gái ta là ngày cuối cùng ta đã thôi lo lắng về việc ai sẽ chăm sóc con bé khi ta không còn có thể. Ôi! Spirin là huyết mạch của ta, xin hãy chăm sóc con bé thật tốt, vì ta chưa bao giờ để cho nó bị tổn thương lần nào hết. Ôi cha! Vua Theron, con hứa sẽ luôn khiến cho cô ấy hạnh phúc ạ. Một lời hứa chân thành và đẹp đẽ, nhưng điều đó sẽ khó thực hiện đến mức nào? Vài tháng đầu tiên trôi qua với những niềm vui tuyệt vời. Công chúa Finn và hoàng tử Weasley hoàn toàn hài lòng. Hoàng tử Weasley, đúng như lời hứa, chăm sóc vợ rất chu đáo, luôn khiến cô ấy vui vẻ. Bất cứ thứ gì công chúa muốn sẽ được mang đến cho cô ấy. Dân, bất cứ thứ gì và mọi thứ. Công chúa, người không sao chứ? Ta không sao. Ta chỉ đi đến vườn để ngắm những bông hồng xinh xắn thôi. Ồ không, nếu người làm vậy, chúng thần sẽ bị tống vào tù. Thần sẽ mang đến ngay. Ôi không, thôi được rồi, đợi đã. Hoa hồng đã được mang đến. Và rồi, công chúa bắt đầu chán nản và u ám, không thể làm bất cứ điều gì. Một sự đơn điệu vô nghĩa bắt đầu hình thành trong cô. Cô ấy trở nên nhợt nhạt và xa cách. Cô ấy sẽ ngủ cho đến chiều và chỉ thức để ăn tối rồi ngủ tiếp. Hoàng tử Weasley sớm nhận ra rằng có điều gì đó không ổn lắm. Spring, nàng bị sao vậy hả? Có phải bị bệnh hay không vậy? Không, Weasley, ta thực sự không biết. Ta chỉ cảm thấy một chút. Đói bụng hả? Ôi chúa ơi, nàng đói rồi. Đầu bếp à? Công chúa muốn ăn gì ạ? Chúng tôi có cá và khoai tây chiên, món nướng, bánh của người chăn cừu, súp đặc biệt, bánh ngọt cầu vồng, sữa chua Gatica Masalat Rocky Monsieur. Dừng lại, ta không đói. Nàng hơi buồn ngủ sao? Nàng cần một bài hát ru hả? Prima Donna. Công chúa hãy ngủ đi, vì tôi ở đây để bảo vệ cô. Tôi chán quá. Hả? Spring, Ta chỉ cảm thấy rất là chán và buồn tẻ. Hả? Không, ta đã hứa với cha của nàng rồi, ta không thể để nàng thấy buồn tẻ như vậy. Ta phải làm gì đây hả? Ta phải làm gì bây giờ? Nghe này, tình yêu, em... ý tưởng, đúng vậy đó. Chờ đã, Weasley, chàng đi đâu vậy? Hoàng tử Weasley kêu gọi những chú hề vui tính nhất. Con chim nào có cách cư xử tệ nhất? Một con chim nhại. Anh ấy nói gì thế? Một hiệp sĩ mua một con chiến mã oai phong trị giá hàng ngàn lượng vàng. Khi người của ông nhìn thấy nó, họ liền nói: "Wow, đây là một con ngựa tuyệt vời." Người hiệp sĩ nhìn họ và nói: "Hãy luôn nhớ rằng, nếu ngươi làm việc chăm chỉ, cống hiến hết sức mình, can đảm và giành chiến thắng trong các trận chiến, rồi một ngày ta sẽ có thể mua thêm một con ngựa nữa." Cả khán phòng nổ ra một tràng cười sảng khoái. Nhưng công chúa Finn không hề thích thú. Hoàng tử đã thử cách khác. Anh ta gọi các nhà ảo thuật đến biểu diễn vũ công kỳ lạ. Người tung hứng
nhưng không có gì nâng tinh thần của công chúa lên. Khi cô ngừng ăn, các ẩn sĩ, bác sĩ, nhà thảo dược đều đã được hỏi ý kiến, nhưng không ai có thể tìm ra vấn đề với công chúa. Wesley ngày càng lo lắng và căng thẳng. Chiều hôm đó, khi anh lo lắng đi lại, một bộ trưởng nói với anh về một phù thủy của rừng. Không lãng phí thời gian, anh lên đường đến gặp bà ta. Khi đến đó, anh ngạc nhiên trước nơi ở đầy mê hoặc của bà ta. Xin chào điện hạ, tôi có thể giúp gì cho người đây? Phù thủy vĩ đại ơi, vợ tôi, công chúa Spring, đã mất tất cả sự vui vẻ trong mắt của cô ấy. Cô ấy thật buồn tẻ, như thể không còn niềm vui gì nữa trên đời này. Tình hình của cô ấy có vẻ rất nghiêm trọng. Vâng, rất nghiêm trọng, nhưng cái gì cũng có thể chữa trị. Và bà sẽ giúp cô ấy chứ? Có, nhưng hãy quay lại vào ngày mai và mang cô ấy theo, thần sẽ có phương pháp chữa trị. Hoàng tử gật đầu và rời đi. Và khi anh trở lại vào ngày hôm sau, Spring đi thẫn thờ bước bên cạnh anh. Chào mừng điện hạ trở lại. Và người chắc hẳn là công chúa Spring. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp người sớm xua tan những u buồn. Ta sẽ đưa cô ấy vào với ta. Phiền ngài ngồi đây và đợi một chút. Ồ, được thôi, được thôi. Ồ, xin hãy nói với ta những gì người cảm thấy. Tôi cảm thấy thật buồn tẻ và thiếu sức sống. Nhưng tôi đã ngủ quá nhiều. Tôi không hiểu vì sao. Nàng nói với phù thủy mọi chuyện đã xảy ra trong cung điện, và không nhận ra rằng phù thủy đã nhìn thấu được tất cả mọi việc. Tốt, ta đã có phương thuốc hoàn hảo cho người rồi. Đây này. Phù thủy mở một chiếc hộp bí ẩn, và bên trong nó hai bàn tay lộng lẫy, đầy mê hoặc, phát sáng và lấp lánh, không giống bất cứ thứ gì nàng đã chứng kiến. Trên mỗi ngón tay đặt một chiếc nhẫn xinh xắn. Ôi, hỡi các nàng tiên tốt lành phù hộ cho công chúa, cho ta sức mạnh để định hình thế giới của ta, cho ta sức mạnh để định hình cuộc sống của ta, để làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp. Ôi, trong mỗi chiếc nhẫn này có một nàng tiên với sức mạnh đáng kinh ngạc. Các nàng tiên bây giờ cư trú bên trong ngón tay của người. Người phải tiếp tục giữ đôi tay bận rộn. Nhưng hãy nhớ, nếu một ngày mà người không sử dụng ngón tay của mình, thì các nàng tiên sẽ rời bỏ người, và người sẽ mãi mãi buồn tẻ. Họ bước ra để gặp Wesley đang kiên nhẫn chờ đợi. Ta đã cho cô ấy phương pháp khắc phục, nhưng hãy nhớ, ngươi hãy hỗ trợ cô ấy với bất cứ điều gì cô ấy muốn làm. Nhưng ta đã hứa với cha của cô ấy, vua Theren, rằng ta sẽ không bao giờ cho phép Spring làm bất cứ công việc gì. Điều này là vì lợi ích của cô ấy. Ngươi có muốn nhìn thấy cô ấy buồn và tẻ nhạt hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà nhà vua cũng sẽ không thích nhìn cô ấy theo cách đó. Hãy nghe lời khuyên của ta và tin tưởng vào những nàng tiên ngón tay. Họ sẽ chỉ cho người cách phù hợp. Được thôi. Vì vậy, từ ngày hôm sau, nàng bắt đầu làm việc theo nhiều cách khác nhau. Wow, thật là ngon đó. Rất là ngon luôn. Ngon lắm. Bất kể cô ấy đã cố gắng hay cố gắng làm gì, đều lộ ra sự vui vẻ và thỏa mãn, khiến mọi người đều kinh ngạc. Nàng công chúa giúp đỡ những người hầu trong cung điện, và ai cũng tán dương những gì cô đã làm. Anh có biết, hôm qua công chúa đã giúp dọn dẹp, và trước khi tôi biết, nơi này đã lấp lánh như thể bằng phép thuật. Quả thật là kỳ diệu.
cô ấy đã giúp tôi nướng một tá bánh nướng. Và tôi chưa bao giờ được nếm bất kỳ thứ gì tinh tế đến như vậy. Ngay sau đó, tin tức lan truyền khắp cung điện rằng công chúa có phép thuật trong tay, và bất cứ thứ gì cô ấy chạm vào đều được thực hiện một cách hoàn hảo. Ngày tháng trôi qua, và giờ công chúa đã trở lại với con người vui nhộn như cô. Wesley, em cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể mỉm cười trở lại. Ta cũng cảm thấy rất vui. Chúng ta nên cảm ơn phù thủy đã giúp đỡ chúng ta đi nào. Đúng rồi. Và vì vậy, phù thủy được gọi đến. Chúc một ngày tốt lành. Công chúa, cô cảm thấy thế nào rồi? Ôi, ta có thể nhảy với phép thuật phát sáng trong ta. Ta làm gì để đền đáp lòng tốt của cô đây? Chà, vậy xin hoàng tử hãy gọi những người trẻ đến cung điện để chạm vào tay của công chúa, được chứ? Tại sao vậy hả? Phép thuật sẽ được chia sẻ vào tay họ, khiến cho họ sẽ cần cù giống như chính công chúa vậy. Wesley và Finn thích ý tưởng này, và ngay sau đó có một hàng trẻ em hào hứng chờ đợi để vỗ tay với công chúa. Wesley ngay sau đó đã có một thông báo. Ma thuật của những đàn tiên ngón tay trú ngụ trong ngón tay của công chúa. Và vì vậy, công chúa bắt đầu chia sẻ phép thuật của mình với tất cả mọi người. Ban đầu họ đã rất ngạc nhiên, nhưng thậm chí còn kinh ngạc hơn trước tác dụng của phép thuật. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy trong suốt cuộc đời mình. Công việc buôn bán của tôi suôn sẻ kể từ khi tôi nhận được điều kỳ diệu. Và chẳng bao lâu sau, cả vương quốc đã phát triển thịnh vượng khi ma thuật trong ngón tay của người dân đã truyền đến trái tim của họ. Và giờ đây, họ đã làm việc thật nhiệt quyết. Ôi, tình yêu của ta, thật đúng là phi thường. Chúng ta đang phát triển rất mạnh mẽ. Vương quốc chưa bao giờ như thế này cả. Đường phố sáng trói, người dân tận tụy hơn, và buôn bán chưa bao giờ tuyệt vời đến thế. Cha, phù thủy và những nàng tiên ngón tay là những người đã thay đổi tất cả. Tất nhiên rồi. Ôi, cha của nàng đã đến rồi. Hãy đi và chào hỏi ông ấy đi nào. Nhà vua bước vào với sự ngạc nhiên lộ trên vẻ mặt. Wesley, Spirin, vương quốc của các con phát triển thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, tại sao lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Wesley và công chúa giải thích tất cả những sự kiện đã xảy ra khiến nhà vua kinh ngạc. Công chúa của ta, ta rất tự hào về việc con đã làm tốt như vậy. Đúng rồi. Cha ơi, cha sẽ không tin những điều mà cô ấy đã làm đâu. Con sẽ chỉ cho người xem. Cảm ơn bạn, những nàng tiên ngón tay thần kỳ đã giúp tôi biến bản thân và thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Này các bạn. Vâng, bạn có muốn có được sức mạnh của 10 nàng tiên ma thuật không? Sau đó, đặt tay lên màn hình và chạm vào lòng bàn tay của tôi nhé. Bây giờ, lặp lại sau khi tôi. Hey, good fairy. Hey, good fairy.
to shape my life. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. All that I wanna say. Make this world a better place. Hey, good fairies. Hey, good fairies. Bless the work of my hand. Hey, good fairies. To shape my life, give me strength to shape my world, give me strength to shape my life. All that I wanna say, make this world a better place. Hey, good fairies.